Nhiều loại rau quả xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm ngành rau quả đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, cà phê và hạt tiêu đều có giá cao gấp đôi cùng kỳ năm trước, hiện giá cà phê dao động quanh mốc 120.000 đồng 1 kg và giá xuất khẩu khoảng 4.500 đô la Mỹ một tấn, còn giá hạt tiêu là khoảng 150.000 đồng 1 kg. Giá xuất khẩu từ 6 đến 9.500 đô la Mỹ một tấn tùy loại. Nhờ giá tăng mạnh và duy trì mức cao nên dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam lần đầu tiên sẽ đạt con số kỷ lục là 5 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu hạt tiêu cũng quay trở lại cột mốc lịch sử là 1 tỷ đô la Mỹ. Còn riêng trong tháng 5, xuất khẩu sầu riêng đã đạt 450 triệu đô la Mỹ, tăng đến 34% so với cùng kỳ năm 2023, đưa lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt 919 triệu đô la Mỹ, tăng trên 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá trị nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm đạt 752 triệu đô la Mỹ, tăng 19%, trong khi xuất khẩu đạt 82 triệu đô la Mỹ, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023. Một số địa phương ở miền Bắc tiếp tục duy trì giá lợn hơi cao nhất là 69.000 đồng 1 kg và thấp nhất là 67.000 đồng 1 kg ở Lào Cai. Các địa phương còn lại có mức giá 68.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có giá lợn hơi thấp nhất cả nước, giảm chỉ còn 61.000 đồng 1 kg. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường vẫn sôi động. Giá thịt mảnh ở các chợ đầu mối dao động từ 76 đến 82.000 đồng 1 kg. Hiện giá lợn hơi ở Vĩnh Long tăng 1.000 đồng lên 65.000 đồng 1 kg. Các tỉnh miền Đông duy trì mức giá từ 66 đến 67.000 đồng 1 kg. Ở các tỉnh miền Tây, lợn hơi có mức giá 67.000 đồng 1 kg. Sau một số ngày tạm ngừng giao dịch, giá cà phê Arabica trên sàn New York đã tăng mạnh, còn giá cà phê Robusta trên sàn London có phiên tăng giá thứ tư trong tuần. Trong nước, giá cà phê cũng giữ đà tăng cao so với tuần trước. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 9 năm nay tăng 81 đô la Mỹ lên 4.234 đô la Mỹ một tấn, kỳ hạn tháng 11 tăng 75 đô la Mỹ lên 4.060 đô la Mỹ một tấn, kỳ hạn tháng 1 năm 2025 tăng 48 đô la Mỹ lên 3.860 đô la Mỹ một tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh, kỳ hạn tháng 9 năm nay tăng đến 193,6 đô la Mỹ lên 5.134 đô la Mỹ một tấn. Tại Tây Nguyên, giá cà phê tăng thêm 2.000 đồng 1 kg. Cả giá cà phê tại Đắk Nông là 124.500 đồng 1 kg, tại Đắk Lắk là 124.200 đồng 1 kg, tại Gia Lai là 124.000 đồng 1 kg, còn tại Kon Tum và Lâm Đồng là 123.500 đồng 1 kg. Các ngân hàng đang trở lại thu hút vốn bằng việc tăng mạnh lãi suất tiết kiệm. Nhiều người cũng đang tìm kiếm ngân hàng có mức lãi suất cao nhất để gửi. Hiện trên thị trường đã xuất hiện mức lãi suất 8% một năm. Hơn một tháng trở lại đây, hàng loạt ngân hàng liên tục tăng lãi suất trở lại sau những tháng lãi suất thấp ở mức đáy. Từ đầu tháng 7, Exim Bank điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 3 và 4 tháng tăng 0,5% một năm lên 4,3% và 4,7% một năm, tăng sát mức kịch trần 4,75% một năm mà Ngân hàng Nhà nước đã quy định đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Mức lãi suất cao nhất đối với các kỳ hạn 1 tháng trên thị trường hiện nay là 3,8% một năm thuộc về OCB, còn đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất là 5,6% một năm thuộc về AB Bank. Theo các chuyên gia, động thái này để đón dòng tiền từ những khách hàng hiện đang chọn gửi tiết kiệm thời gian ngắn để tìm cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 18/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó quy định hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài, trong đó khoản cấp tín dụng qua thẻ có mức giá trị nhỏ là khoản cấp tín dụng không vượt quá 400 triệu đồng. Thông tư 18 quy định đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa là 100 triệu đồng trong một tháng. Đối với thẻ trả trước, bảo đảm số dư tại mọi thời điểm không được quá 5 triệu đồng, tổng hạn mức giao dịch không được quá 100 triệu đồng trong một tháng. Ngoài ra, hạn mức thẻ tín dụng đối với các cá nhân có tài sản bảo đảm tối đa là 1 tỷ đồng. Trường hợp không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng ghi nhận mọi khó khăn vướng mắc của người dùng và có giải pháp xử lý khi xác nhận sinh trắc học, tiến tới đẩy mạnh xác thực sinh trắc học cho người dân. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, có 19 triệu tài khoản ngân hàng đã thực hiện bảo mật sinh trắc học thành công, trong đó có 10% số người đã được hỗ trợ làm sinh trắc học tại quầy giao dịch của ngân hàng. Số lượng giao dịch trên 10 triệu đồng riêng trong tháng 6 năm 2024 đã chiếm 8% số lượng giao dịch và bình quân một ngày có khoảng 1,8 đến 2 triệu giao dịch trên 10 triệu đồng. Hiện các ngân hàng đã đối chiếu làm sạch và xác thực sinh trắc học cho khoảng 19 triệu tài khoản. Với giao dịch trên 10 triệu đồng, chỉ cần thêm một bước sinh trắc học. Còn mọi bước bảo mật khác vẫn như cũ để bảo đảm ngăn chặn tình trạng không chính chủ. Công tác đền bù trong việc cải tạo chung cư cũ vẫn là vướng mắc lớn nhất của nhiều dự án tại thành phố Hà Nội. Hầu hết những hộ dân phản đối chủ yếu là các hộ sinh sống tại tầng 1 của tòa nhà chung cư cũ đang có kinh doanh.
Những hộ dân sống ở tầng 1 của các khu chung cư cũ cho rằng các căn hộ tầng 1 có lợi thế cho thuê mặt bằng kinh doanh. Nếu bồi thường, cơ quan quản lý cần tính đến vấn đề này. Hiện nay, chung cư cũ không còn là công trình phúc lợi xã hội nên nhà nước không thể bỏ một khoản tiền lớn để xây dựng, cải tạo cho người dân. Do đó, cần phải gỡ được nút thắt về mức giá bồi thường, đặc biệt với những căn hộ ở tầng 1. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Xây dựng, hiện nay cả nước có trên 2.500 nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 94 với hơn 100.000 hộ dân sinh sống. Trong đó, Hà Nội đã có khoảng 1.579 tòa, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 500 tòa chung cư cũ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, chấm dứt hoạt động hoặc thôi giao chủ trương nghiên cứu với 153 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Đây là những dự án trên tổng số 712 dự án chậm triển khai cần thanh kiểm tra của thành phố. Hà Nội hiện có 712 dự án chậm triển khai với tổng quy mô khoảng trên 11.300 ha đất. Trong số này, cơ quan quản lý đã thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch với 153 dự án. Theo kết quả chỉ đạo xử lý, đã có 705 dự án, chiếm 99% tổng số 712 dự án với tổng diện tích 11.345 ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất mức phạt 4-6 triệu đồng đối với các hành vi làm sai lệch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu căn cước. Mức phạt 10-20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi cung cấp, khai thác trái phép, trái thẩm quyền thông tin về công dân. Mức phạt 30-40 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mức phạt cao nhất là 6-10 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi sử dụng tài khoản định danh điện tử và hoạt động giao dịch trái quy định của pháp luật.